Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà bây giờ là mình sẽ đi lên cầu cảng á. Mình đi kiếm một cái gì đó hoặc là mình mua. Không biết là hôm nay có tôm tích không nha. Nếu mà có tôm tích thì mình sẽ mua cỡ nửa ký hoặc là một ký để mà mình mua về cái mình ướp gia vị xong. Sau đó cái mình sẽ bỏ trong cái nồi á. Rồi mình sẽ thưởng thức coi nó như thế nào. Tại vì lần trước á là mình mua tôm tích là mình luộc, mình nướng thôi. Nướng thì mình chưa nướng nhưng mà mình chỉ luộc ăn thôi. Nhưng mà lần này thì mình sẽ ướp gia vị xong bỏ vô cái nồi, sau đó cái mình sẽ để trong vòng 1-2 tiếng cho nó thấm, rồi sau đó mình sẽ bắt nồi lên và mình ăn. Bây giờ chúng ta bắt đầu rồi đi kiếm tôm tích hay là cái gì đó mình ăn nha. Mời cả nhà theo mình. Ủa này nhiêu ký vậy? 900 ngàn. Còn sống chắc tới 1 ký đúng không? Cả nhà ơi, mình vừa mới đi mua tôm tích về xong rồi, cả nhà thấy không? Đó, hơn hay sao mình đi ngang qua cái mình thấy người ta bán á, người ta mới đi vô, còn tươi nha, đây là loại tươi, ký này là 100 ngàn một ký. Còn mấy cái loại mà nó ướp đá mà vừa rồi mình ăn á là nó chỉ có 60 ngàn thôi. Mình không biết đó cả nhà, còn đây là loại sống 100 ngàn ký, đối với mình vậy là rẻ rồi. Ha, à, còn sống luôn, mình sẽ ướp, mình sẽ bỏ gia vị vô rồi sau đó mình sẽ ướp trong vòng cỡ 1-2 tiếng, sau đó chúng ta đem lên nồi ăn. Tươi ăn mới ngon. Đồ tươi mình ăn nó sẽ ngon hơn ha. Chứ không biết ở nhà cái mình đâu biết đâu để cái cuối cùng nó bị bể, bị bụng á, thịt nó bụng á, ta ướp đá. Mình làm ăn nha. Rồi bây giờ mình rửa nha. Đây nước nè. Đó, còn sống cả nhà thấy vậy này thật không? Đó, loại tươi này thấy không? Bún đào lắm người nhà. Trời ơi, tươi. Đâu, con nào còn sống, con nào còn sống. Bún đào lắm người nhà, đây là loại bự thấy không? Đó. Đó, thấy không? Đây là loại bự nè. Đó. Bún rất là đau người nhà. Không phải giỡn đâu. Bởi vì cả nhà cắt cầm cẩn thận nha. Trong bún đau. Cầm nó là cầm như này cậu ơi. Cầm ra đâu, chỉ không? Rồi rửa đây, biết rửa không? Nó mà bắt tôm tích là bắt vậy không à. Dừng nó bún nha. Tại nó còn sống nó bún đào lắm. Rồi rửa đây. Cho nên người ta phải bắt. Lấy cái gì á, trộn lại cho nó sạch. Đây con lấy con nhỏ này lên cho cậu coi. Má không giữ luôn. Ây da. Thôi. Dạ. Bún luôn không, bún đào luôn. Được rồi coi, rồi. Để xuống đây. Cái nhà cũng có thể bắt nhiều thứ nha. Nghĩa là mình có thể là cầm như vậy. Hoặc là cái nhà bóp như vậy nè. Bóp đầu không bóp đầu nữa cậu ơi. Em ơi. Nó rồi thả vô vậy nè. Rồi rửa đây. Quá xinh xinh. Đứng. Rồi. Vô đây chắc cũng tạm ăn đủ. Rồi đó bỏ vô đây rồi đó. Đổ nước vô đây. Rồi. Bà bảo có tiền không? Còn 10 ngàn. Mua cho cậu bọc ốc bột luôn. Một có 5 ngàn, có 2 ngàn nha. Kêu từ đâu mà từ kêu từ đấy, nó một qua đây, hãy đi rồi coi cho nó con tôm tích.
thích này bự nhất luôn rồi cậu. Con tôi có con bự con này nữa. Lấy nhiều cũng được. Hai bữa cho Pháp con vớt được con bự. Con bự không? Bự hơn con này luôn rồi cậu. Con đẹp không? Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy đồ tươi không? Ở đây là loại tươi nó ngon lắm nha, nhìn rất là đẹp. Đó. Loại tươi này thịt rất là chắc này cả nhà. Để lát nữa mình sẽ cho cả nhà biết thịt của nó như thế nào nha. Cậu con mắt nó đẹp á. Con mắt nó mắt đẹp luôn. Đấy con bự thêm hơn đây. Con nào bự hơn không? Không. Ba con này là bự nhất rồi nè. Ngon rồi cả nhà. Ba con bự. Đây đây con này. Cái này cái này là nó còn bự hơn nữa. Cái loại này là cái loại này là nó còn bự. Nhà Pháp con. Cái này người ta gọi là gọi là em bơi luôn. Cái con này ta biết gọi là gì không? Bọ ngựa biển. Bọ ngựa biển nè. Đây là gọi là bọ ngựa biển, cả nhà thấy nó giống bọ ngựa không? Đó. Đây là gọi là bọ ngựa biển nha. Nó bún đã. Rồi. Nhưng mà đừng. Rồi chắc nước ra đây. Con bự hơn em ăn rồi. Con bự nó giống con bành kiêu. Con bự hơn thì giá nó mắc hơn, 300 mấy 400 ngàn ký. Mình sẽ dùng ớt bột này nè để mà mình gỏi đây để mình ướp chung với gia vị luôn rồi cả nhà. Ớt bột cái này nè. Ớt bột này nhìn thấy ngon rồi cả nhà. Ớt bột nhìn thấy ngon còn như đây à. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ướp ha. Đu con sống luôn rồi cơ. Ừ. Mắt của nó xanh lẹ. Có gạch không kìa? Có gạch kìa. Có gạch. Ồ cả nhà thấy gạch không? Ồ. Con này gạch quá trời luôn cả nhà ơi. Tôi có gạch cả nhà thấy không? Ơ có mắt nó bóp đã lắm mày. Cả nhà nhìn kỹ đây là nó có gạch rồi không? Thấy gạch đó không? Đó, gạch đó nè. Gạch nó một cao. Mình sẽ thử thách ăn rơi nước sống con này. Đó. Đâu ăn thử coi, đó. Ăn cái nước sống nè. Thấy bà xạo kìa không? Con này cho mày ăn tái chanh bữa. Đó cả nhà thấy không? Nó gạch gì nó có nhà đâu, nhìn kỹ vô nha. Đó, cả nhà thấy không? Gạch nhiều lắm. Đây là cái nhỏ. Rồi, bây giờ mình đi ướp đi ha. Mở nhà đi rồi. Chạy đi khác rồi. Rồi lên phố nói nó không gọi ba nữa. Con lên bữa rồi. Cho nó mới rảnh. Tại vì giờ nó đây nó kiểu chán đây mà đâu. Anh đi chạy. Nó chạy như đó rồi. Con nấu gà nhai gà nhỏ kìa mày. Con nấu đúng gà. Có nè, mở được vô rồi. Lấy mở hồi nãy ra con. Con quay mà. Quay mà. Không. Tôi thích đá. Đây là thích tương nè. Tươi nó ngon rồi. Cả nhà mình đã ướp xong rồi nha. Mình sẽ chờ trong vòng cỡ 1 tiếng 2 tiếng đi rồi mình sẽ bắt nồi lên rồi mình thưởng thức luôn. Tại vì đây là tôm tích mình ướp gia vị rất là nhiều. Với lại công phu rất là cao. Thì cả nhà hãy chờ xem. Mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái loại này nha. Trong vòng 1 đến 2 tiếng nữa nha. Rồi bắt đầu chúng ta cùng ăn thôi. Sống không?
Rồi bây giờ là mình bắt đầu lên lửa nè mọi người ơi nha. Rồi cả nhà, bây giờ là mình đang chuẩn bị luộc tôm, nhưng mà đây là mình sẽ hấp. Hấp có nghĩa là mình ướp gia vị xong á cả nhà. Giờ mình để lắp lại đi ha. Nè. Rồi. Chúng ta sẽ chờ nha. Giờ từ lấy cái dĩa ngoài đó. Đây mày không làm gì hết hả? Ấm cái bơm nước cực lắm. Mình cả nhà ơi mình có lấy thêm một cái tô cơm ra để mà mình ăn với tôm tích nha. Tại vì mình đã ướp gia vị vô thì nước nó sẽ ra nhiều quá. Tại nãy thấy nước ra nhiều lắm. Thì chúng tôi sẽ chan thử coi cái ăn cơm luôn nha. Tại vì mình muốn chưa ăn cơm. Nghe nó rất là ngon. Thử đi. Thì mình làm mà mình biết. Ngon lắm cả nhà. Giờ đầu mình thưởng thức cái nồi này ha. Thơm nhức nách. À, cả nhà bây giờ là mình đã bắt đầu mở cái nắp ra, tại vì rất là thơm và ngon đó nha. Bây giờ mình mời cả nhà bắt đầu đi kiểm tra nha. Nãy giờ mình kiểm tra trước rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Nếu mà nó thơm ngon và chín thì mình sẽ lấy ra. Đó. Tôm tích này mình cũng gắng làm sao mà luộc cho nó, chung là mình hấp cho lâu lâu xíu để mình ăn nha. Giờ mình mời cả nhà nha. Mở ra, đưa mình để qua kia. Đó, cả nhà thấy không? Chín đây nè cả nhà ơi. Nói chung là rất là thơm nha. Ui. Mình sẽ kiếm một cái con rồi giờ nó chín nha, biết con nào có gạch nữa nè. Ra coi. À con này có gạch nè cả nhà. Ô con này bị bọng cái gì nè mọi người ơi. Không phải bọng mà là thịt chín á, đậu nó hóp vô á. Đây. Chắc mình sẽ thử con này trước coi thử nó có thịt không nha. Tại vì mình coi thử coi là nó có cái gì ta. Mình sẽ kiểm tra thử coi là nó có gạch không nha. Đây, con này nè. Không. Mình sẽ kiểm tra. Trời ơi, những tô cơm đó bụng quá cả nhà, nó bụng quá trời ơi. Đó. Nước nhiều lắm mọi người. Chắc hết ra sao nó tắt cái gì. Hết ra phải không? Hết da, cậu hết da không? Nhiều lúc hết da luôn hả? Cả nhà thấy không? Hết da luôn. Khi mà đúng là đồ tươi á, nó tươi là nhìn nó thịt nó ốp vô ngon ngon ha. Thôi bây giờ mình bắt đầu lấy một gam con thử ăn cả nhà, nó chín rồi đó. Đây giờ mình thử chiếc con nha, là chắc nữa đi. Đó, này cả nhà thấy không? Nóng lắm cả nhà ơi. Giờ mình sẽ khi mà cả nhà ăn tôm tích á, là cả nhà nên nhớ đều là mình sẽ dùng kéo mình ăn nha, chứ đừng dùng răng, nó sẽ mấy cái cạnh đây nè nó sẽ làm gách mỏ mình đó. Giờ mình sẽ cắt rồi, mình sẽ cắt nha cả nhà. Rồi đây mình kéo ra đây.
Giờ mình cắt ha. Giờ mình cắt trước một con. Đừng. Cái đầu đừng có dùng. Để đi, tại lanh quá. Đầu cậu ăn được mà. Giờ mình thử này đây nè cả nhà, giờ mình cắt ngang vậy phải không? Giờ mình ăn đó là mình cắt hai bên vậy nè. Có nhiều bạn đâu biết cắt đâu. Đó, đây. Rồi ba đầu tư nhìn ngon lắm cả nhà, giờ mình cắt ra, cắt cây phải không? Giờ mình kéo ra cả nhà thịt nè, cả nhà thấy không? Đó. Trời ơi trời. Ngon quá cả nhà. Quá nhiều ngon. Nó bị bà Dương la không? Ai? Bà Dương mới la đó. Lai. Thằng Nhân. Ai la? Trời, ngon lắm cả nhà. La nó lạnh vậy. Quá trời ngon cả nhà. Này cái đít này, đít đít nhà thấy không? Ừ. Không. Ra con Nhân gì mà lên. Nhân. Ra con Nhân rồi đó. Nó rõ, nãy nó có xuống ngon cả nhà, thơm quá. Sự rất là ngon nha cả nhà. Thịt, thịt nó thịt nó tươi mà ăn nó sực sực ngon lắm. Ê, lấy đưa xuống cho bạn xuống à. Ừ, bà. Hai thằng ăn miếng đi. Nè cả nhà. Trời ơi, cả nhà thấy không? Quá gì ngon. Cắn đi. Cái đó rất là ngon à. Đây khúc này là nó bơi cả nhà, nó bơi nè. Ăn rất là ngon. Ừ. Mà giờ. Giờ mình cắt cả nhà này nhớ làm cắt sâu xíu nha. Nè. Cắt được ngon. Đó, đồ tươi những khác. Là cả nhà lấy miếng thịt này ra. Thấy chưa? Trời ơi nó ngon. Mình mời cả nhà ăn ăn nha cả nhà. Cả nhà thấy đít không? Trời ơi. Dai dai ngon ngon rồi. Thịt ngon lắm ở nhà, thịt ngon lắm tại đồ này đồ tươi. Lúc mà mình làm á nha, lúc trước mình quay á là cái đó là nó ướp đá rồi nó ăn nó bở lắm. Còn này là mình đã ướp gia vị nên thấm vô rất là ngọt, cộng thêm tôm nữa ngon quá. Cùng tôm đã ngọt rồi cái đầu cái mình ướp vô nó ngon hơn nữa, quá đã cả nhà. Cả nhà trời ơi ngon quá nhà. Cả nhà thấy càng bự không? Thôi kệ đi, đừng ép nó một tới thôi. Cái gia vị mà ướp vô rất là ngon, thấm ngà ngon, hai gà ngon, ngon quá. Chúc mừng chú bố bắt gạch cho mượn nha. Tại vì cả nhà sao mình chưa có gặp được cái con có gạch đó. Cái nhà thấy không? Nó giống bọ ngựa hả? Ừ. Con bọ ngựa. Chứ là bọ ngựa biển nha. Đây gọi là bọ ngựa biển nha cả nhà. Trời ơi. Hàng chỉ nó bún đau kìa. Bún cái là trời. Nước tay. Nước tay. Cái này á là thịt nè, không có xương đâu mọi người, nên cháu mình ăn rất bình thường. Này của mẹ nó, con mẹ nó bỏ ăn không, nó bỏ hết trơn à. Cái mỏ của mẹ nó vô đó quá. Con càng bự không con cá. Mẹ càng bự. Đi mẹ cho đi mẹ cho. Mẹ càng bự. Bây giờ làm xin ăn bỏ mấy đứa đâu. Tối con đâu có đi bắt ốc đâu, con đi cứ con ngồi trên dây con ngủ luôn. Con đi đâu? Con không đi đâu. Tối bà Nhung mới làm cái gì đó, không cho đi. Không phải là không cho đi, ở nhà với em. Còn con qua vậy? Bị vậy thì đâu có dỡ được. Cái này phải được cắn sang ăn đi, chứ tao bắt tao gửi cho hai chị em, ba chị em. Ăn đi, con rảnh quá. Cậu nó nói là ai ăn được ăn hiểu không, chứ không ai, không ai mở đi con ơi. Đi mình ăn đi. Có đồ ăn. Có đồ ăn cũng chưa ăn. Cậu cái con này càng bự nè cậu.
Nó không có gạch đó. Bự luôn. Ờ đúng rồi, nó không có gạch đó. Con con cắt ra thì cậu lấy cái đầu có gạch để cậu rồi. Ok. Cả nhà thấy không, quá trời ngon luôn, cái nhà hấp dẫn lắm. Nói chung là mình ướp á, cái gia vị đó, nó thấm vô rất là ngon nha. Ừ, ngon. Cái này là còn bự nữa nha cả nhà, cái này nó như đây thôi, nó còn bự nữa đó. Nhà thấy không, thấy thịt không, nè nó tính là cái này không, nó nằm trong này thấy không, ốp ốp lại đó. Ba đầu tư nhìn nó rõ ràng lắm, còn mấy cái đồ mà ương ương nó nhìn thấy nó nhìn nó không ngon. Cả nhà thấy gạch không? Nè gạch là cả nhà thấy không? Đó gạch nè. Ừ. Cái khúc này là gạch nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Ồ gạch nè. Đây có cái gì? Đây đây đây. Ăn đi rồi cứ đưa đây nè. Ăn đi đưa vô đó. Nửa miếng coi, nửa miếng. Lọc dùm luôn đó. Mời cả nhà nha. Quá trời ngon cả nhà. Trời ơi. Cả nhà thấy thấy gạch không? À đó. Tôm mà tươi tươi nha, con sống mới lên đó, rất là ngon, ăn đã luôn cả nhà. Đó, mấy đồ tươi là ăn vậy nè, trước mình ăn cái đồ ương ương cái đầu mình không biết đâu. Giờ cả nhà thấy thịt nó ngon không, không cần phải chấm thì nó đã thấm gia vị rồi. Nói chung là có nước nè cả nhà thấy không, chấm chấm cho nè, rất là ngon, cay không, cay không. Mời cả nhà nha. Không phải đâu, mà nó cay quá. Quá trời ngon luôn cả nhà, ngon quá. Trời ơi, cái cảm giác mà ăn cái con mà có gạch á, cả nhà ăn thấy sực sực ngon, đã nó dai, thịt ngọt lắm. Đảo quá. Trời ơi. Xui, trời nóng chứ, mưa, hôm qua mưa quá trời mưa, nay ăn ngay trời nóng. Dẻo làm con bún luôn. Vừa mách lẻ với cha là con tắm biển lúc 11-12 giờ, mà trong khi đó con xuống biển là 3 giờ. Nói với đàn bà đi, ăn gì nó mới đã, lâu lâu rồi hấp vậy đó ăn. Ê, ngóc đầu á, đầu là thì không bao giờ kịp chuẩn được đúng không, nhóc đầy giùm mày lên gì bắp nướng. Cay quá cả nhà, giờ mình ăn cơm nha. Mời cả nhà. Không gì mà cô Tư là không quen biết ai cả trời. Trời ơi, làm biết đâu tôi hướng dẫn. Ăn ơi. Quá nóng. Từ đó để rớt á. Dặm thêm cơm cho ăn cho chắc bụng. Ngon quá vậy. Thằng nhóc này nó đang ăn cơm bỏ đây. Ăn cơm lấy muỗng ăn vô nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Rất là tuyệt vời. Thôi cả nhà ơi, nói chung là mình thưởng thức vậy là đủ rồi. Thôi mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu cả nhà thấy hay á thì ngon. Cả nhà nhớ làm theo giống như mình nha, thì mình ướp gia vị bình thường thôi, mình bỏ vô mình ăn. Thì mình bỏ lâu lâu một xíu nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bye bye. Chào cả nhà. Ăn nóng quá vậy mặt em nổi. Đỏ quá. Bye bye cả nhà. Bye bye. Thank you.